Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn 7 cái mẫu la răng 12. Đây là cái mẫu la răng chuyên dành cho những cái dòng lốp có thông số -12, các cái dòng lốp 450 hoặc là 500-12 thì đều dùng cái này được. Các bạn có những cái xe 4 bánh, xe chơi ấy, thì lắp những cái loại này rất là đẹp. Cái này nó rất là khỏe, vành rất là khỏe. Thì các bạn sức chịu đựng của cái vành này có thể sử dụng cho những cái dòng xe khoảng dưới 1 tấn là đều ok hết. Tuy nhiên thì nó thường là phù hợp với những cái dòng xe chơi hơn. Đấy. Thì ở đây em có 7 loại. Thì đây là loại mẫu này là mẫu vành hoa mai này. Cái mẫu vành này thì nó có tim ốc là chéo 7. Tim ốc này từ đây đến đây là 7 này, chéo là 10 này. Đấy, thì tất cả những cái loại này đều là chéo 7, chéo 10 vuông 7. Cái này cũng chéo 10 vuông 7 này. Đấy, quay cận cảnh hơn cho các bạn xem này. Con này cũng thế này. Con này cũng vậy này. Con này là 24 lan này. Đây các bạn mua vành thì cứ ví dụ mua con này các bạn bảo đây là vành 24 lan này. Cái vành này là vành 12 lan này. Đấy. Cái vành này là vành xoắn này. Cái vành này là vành 8 cánh này. Đấy. Cái vành này là vành hoa mai này. Đấy. Còn cái này là cái loại vành hoa văn này. Thì các cái vành này thì nó cũng đều có tim ốc là chéo 10 vuông 7 nhé. Đây, còn riêng cái loại này thì đặc biệt hơn một chút. Loại này là chéo 11 vuông 7. Đây, tất cả đều dùng lốp không xăm. Tuy nhiên thì nếu như các bạn dùng lốp có xăm cũng được thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nó phù hợp với những cái loại lốp không xăm hơn. Đấy thì giới thiệu sơ sơ cho các bạn 7 mẫu này. Thì để các bạn lựa chọn. Tất cả những cái 7 cái mẫu này thì mình nói lại là phù hợp với này những cái lốp từ 450 đến 500-12. Hoặc là các cái loại lốp bản rộng từ 12 đến 15cm là đều lắp được nhé. Các bạn lưu ý nhé, tất cả các loại lốp có bản rộng từ 12 đến 15cm thì đều lốp cho cái lốp vào cái vành này được. Các bạn đều lắp vào vành này được hết nhé. Thường thường thì mình giới thiệu cái mẫu này lên để khi các bạn mua combo 4 bánh ấy, thì các bạn chọn la răng thôi. Đấy, chứ nó ít khi có các bạn mua vành riêng lắm. Thì các bạn khi mà mình lên một cái bộ 4 bánh ấy, thì các bạn xem lại cái video này và các bạn lựa chọn. Bên em thì bán đa số các cái tim ốc là chéo 7 vuông, chéo 10 vuông 7 thôi. Còn cái loại đặc biệt là chéo 11 vuông 8 thì các bạn lưu ý. Đấy. Thì các bạn lưu ý là chéo 11 vuông chéo 11 vuông 7 vuông 8 thì các bạn mua vào cái bánh cầu của bạn ấy. Còn lại 6 cái loại như thế này thì là chéo 10 vuông 7. Các bạn xem video của mình nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.